Chi ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô
tuổi xuân thời anh đéo đến cho người ta. Giờ tàn phế em xin nhau về làm bao nhân. Chắc chẳng còn ai đến đây dẫn dẫn. Không lẽ đời em mãi chịu thiệt thôi. Anh Chi, em đang đứng cạnh anh đây 7-8 năm rồi cho đến ngày hôm nay. Em mới tìm thấy được niềm vui nhỏ nhỏ. Anh làm vô sợ thế luôn. Bây giờ anh nói